Đồ gỗ Thánh Luân xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày mùng rằm tháng 7 năm 2016. Chúng tôi đang quay video clip tại xưởng sản xuất và cũng như là xưởng hoàn thiện của đồ gỗ Thánh Luân chúng tôi. Đây hiện tại trên màn hình quý vị đang xem đây là xưởng chúng tôi đang trưng bày một lô hàng. Rất chi là nhiều hàng đây. Bộ trường trường Huế và trường phía trước trên màn hình quý vị kia là bộ trường Huế đục tích gồm 18 món, bộ đấy đã chúng tôi đã làm hoàn thiện cho khách hàng ở Hưng Yên. Đây là bộ trường nữa đây, rất nhiều, một siêu thị đồ gỗ Thánh Luân chúng tôi đây. Quý vị có thể về tham quan và mua sắm ở tại khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, hoặc là ở trong thôn Gia Phú, xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội đây. Và đây là bộ trường ngũ lân gồm có 6 thứ bằng gỗ gụ hàng đẳng cấp được đồ gỗ Thánh Luân chúng tôi đang lau chùi để chuẩn bị cho lên xe để bàn giao cho anh Khải, anh ở Linh Đàm, Hà Nội. Hôm nay là giờ là chiều ngày rằm tháng 7, chúng tôi chuẩn bị xuất phát rồi. Quý vị có thể về trực tiếp đồ gỗ Thánh Luân chúng tôi để tham quan và mua sắm. Ngoài các cái sản phẩm ra thì đây trong các cái bạc này cũng là toàn là đồ gỗ thôi. Bạc ngàn, không thiếu một thứ gì cả. Thôi rồi anh ạ. À, phía này nữa. Phía này chúng tôi đang trưng bày khoảng 2 bộ trường kỷ gỗ lim xanh, hàng trọn vân đặc sắc. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ chúng tôi theo 2 số điện thoại ghi trên màn hình đây: 0972770888 hoặc 0967110389. Chúng tôi rất hân hạnh phục vụ quý khách. Và video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất cũng là xưởng hoàn thiện của đồ gỗ Thánh Luân chúng tôi ở tại làng nghề thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Phía trong xưởng này cách cửa hàng cơ sở 1 ở khu cây xăng Tân Dân chúng tôi chừng khoảng 1 km, hướng đi ra đường quốc lộ 1A. Rất nhiều. Họ chuẩn bị xong cái nào rồi, cho cái ghế dài này trước anh nhỉ. Chú Bình nhá, tập trung đi. Bây giờ chúng tôi sẽ cho bộ ghế dài này lên trước. Đây đây đây. Chặt quá, chặt quá. Rất chi là lạ. Bây giờ chúng tôi đang bốc xếp bộ trường ngũ lân lên xe để đi Linh Đàm bàn giao cho anh Khải, anh ở bán đảo Linh Đàm, Phú Hà Nội đây. Cao chân nhá, không gãy nha. Có trên nó trơn rồi anh. Tiếp tục là 2 chiếc ghế. Một siêu thị đồ gỗ, quý vị có thể về tham quan và mua sắm. Và ngoài phía ngoài này ra thì là chúng tôi còn rất nhiều hàng ở trong nhà, những bộ đỉnh rồng và các cái sập thờ, nói chung là bạc ngàn, không thiếu một thứ hàng gì cả. Và tiếp theo là chiếc ghế đơn tiếp theo đã cho lên xe. Và hôm nay cũng là ngày rằm tháng 7 năm 2016, anh Khải cũng đã về đồ gỗ Thánh Luân chúng tôi sáng nay rồi, bây giờ là chiều. Toàn bộ các bộ ghế này đồ gỗ Thánh Luân chúng tôi là làm 100% bằng gỗ gụ mật chất nặng, mọc gỗ gụ này, gụ mọc núi đá nó rất chi là nặng, cực kỳ nặng luôn. 2 bộ lim xanh đây. Tiếp theo. Cho lốt ghế đơn nhỉ. Xong chưa chị, được xong chưa? Rất nặng, rất nặng. Đấy.
đây đôn này nữa này. Bộ bàn ghế này cũng có 6 món, 2 đôn, một ghế dài và một bàn to, tổng 12 ghế đơn. Vâng, đôn đấy anh.